Những thứ quan trọng phải có trên bàn thờ gia tiên để thần linh, tổ tiên linh ứng. Các bạn thân mến, thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng cổ truyền, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Trong đó, bàn thờ gia tiên là thứ không thể thiếu được trong ngôi nhà của gia đình người Việt. Đó là nơi con cháu thờ cúng thần linh, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã khuất để thể hiện lòng biết ơn, kính trọng. Mỗi khi tưởng nhớ thành kính thắp một nén hương lên bàn thờ là con cháu đang gửi gắm những nguyện cầu vào cõi tâm linh, cũng là lúc sợi dây vô hình giữa cõi tâm linh và cõi dương gian được thiết lập. Bàn thờ gia tiên là yếu tố quan trọng, cần thiết trong mỗi gia đình. Thế nhưng bàn thờ gồm những gì và cách bài trí bàn thờ gia tiên như thế nào cho đúng không phải là điều mà ai cũng nắm rõ. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp trong video ngay sau đây. Trước khi giải đáp bàn thờ gia tiên gồm những gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của bàn thờ gia tiên đối với tín ngưỡng thờ cúng của người Việt. Từ lâu, người Việt ta luôn quan niệm rằng tứ thời xuân tại thủ, bách hạnh hiếu vi tiên. Tức là trong trời đất có bốn mùa, thì mùa xuân là mùa đầu tiên. Con người có trăm hạnh, nhưng hiếu hạnh phải được đặt lên hàng đầu. Đến nay, quan niệm này đã tồn tại hàng ngàn năm và trở thành thước đo chuẩn mực đạo đức của con người. Hiếu lễ trước hết phải được thể hiện trong cách quan tâm, phụng dưỡng đấng sinh thành lúc tại thế. Sau đó là cách thờ phụng nghiêm cẩn khi cha mẹ quy tiên. Bởi lẽ sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn. Chết mà vẫn sống, mất mà vẫn còn. Đã ăn sâu trong tiềm thức của người Việt, dần trở thành phong tục đẹp thể hiện lòng thành kính, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các bậc sinh thành. Chính vì thế mà bàn thờ gia tiên trở thành sợi dây kết nối giữa hai thế giới vô hình và hữu hình, đồng thời là nơi gửi chọn tâm niệm, mong ước của những người ở lại đối với đấng bề trên. Đời sống càng hiện đại, con người càng chú trọng đầu tư tâm huyết và tiền bạc cho nơi thờ phụng. Do đó, bàn thờ gia tiên gồm những gì và cách sắp xếp bàn thờ đẹp càng phải được thực hiện một cách cẩn thận, chu đáo. Mỗi vùng, mỗi địa phương lại có cách bài trí, sắp xếp bàn thờ gia tiên khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung các vật phẩm thờ cúng cơ bản không thể thiếu trên bàn thờ của mỗi gia đình bao gồm: bát hương. Bát nhang hay bát hương là đáp án đầu tiên cho câu hỏi bàn thờ gia tiên gồm những gì. Đây là vật phẩm thờ cúng linh thiêng quan trọng nhất, được ví như nơi kết nối giữa hai thế giới vô hình và hữu hình. Vào ngày mùng 1, hôm rằm, những ngày lễ Tết cũng dỗ quan trọng, gia đình chuẩn bị mâm lễ cúng, thắp nén nhang để mời thần linh, ông bà gia tiên về hưởng lộc. Việc đặt cũng như bài trí ba bát hương thay đổi liên tục từ Bắc vào Nam tùy theo phong tục vùng miền của mỗi nơi. Tuy nhiên, vẫn có một số quy tắc nhất định trong việc đặt ba bát hương, cụ thể như sau. Bát hương ở giữa, to nhất, cao nhất là thờ các quan thần linh, thổ công, thổ địa, long mạch, táo quân, thần linh, chúa đất, ngũ phương, ngũ thổ. Họ là những bậc thần tối cao được người đời tôn kính nhất, ngự tại mảnh đất nơi mỗi gia đình sinh sống. Bát hương bên phải, theo hướng nhìn từ ngoài vào ban thờ. Đây là bát hương thờ gia tiên tiền tổ, ông bà cụ kỵ. Bát hương bên trái, theo hướng nhìn từ ngoài vào ban thờ. Đây là bát hương thờ bà cô tổ hay bà cô, ông mãnh, huyền cô, huyền cậu của gia chủ. Khi thắp hương, ta cũng sẽ lần lượt thắp theo thứ tự sau. Bát hương ở giữa thờ thần linh thắp trước. Thông thường sẽ thắp 3 nén hương vào những ngày bình thường hoặc ngày tuần, rằm. Và thắp 5 nén hương vào những ngày lễ lớn đặc biệt quan trọng trong năm như cúng ông công ông táo, cúng giao thừa, cúng tạ đất. Bát hương bên phải thờ tổ tiên thắp 1 nén. Bát hương bên trái thờ bà cô tổ hay bà cô, ông mãnh, huyền cô, huyền cậu, thắp 1 nén. Bàn thờ ba bát hương tượng trưng cho ba yếu tố chính là phúc, lộc, thọ, với ý nghĩa lần lượt như sau. Phúc, thờ quan thần linh cho ta chữ phúc, ý nghĩa cầu thần linh ban cho an lành, may mắn, thịnh vượng. Lộc, bà cô ông mãnh những người chết trẻ trong gia đình cho lộc, ý nghĩa cầu cho gia chủ gặp nhiều may mắn và tài lộc trong công việc và cuộc sống. Thọ, thờ tổ tiên, ông bà cho ta chữ thọ, ý nghĩa cầu mong ông bà phù hộ cho gia đình sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Ngoài ý nghĩa cầu mong thì bát hương này cũng mang ý nghĩa tưởng nhớ về cội nguồn của gia đình. Ngai thờ. Đặt chính giữa bàn thờ và sát với bức tường là cách bài trí bàn thờ gia tiên chuẩn nhất. Di ảnh thờ. Nếu như gia chủ có người thân, ông bà bố mẹ không còn thì cần phải có di ảnh thờ. Di ảnh thờ có thể sử dụng giá để ảnh hoặc ảnh đóng khung treo tường.
Điều này tùy thuộc vào điều kiện mỗi gia đình đều lựa chọn. Di ảnh thờ được bài trí sát tường ở hai bên ngai thờ theo quy tắc nam tả nữ hữu. Đỉnh đồng đặt ngay trước ngai thờ. Đôi hạc đặt đối xứng hai bên. Lọ lộc bình sứ thường được đặt ở bên trái, dùng để cắm hoa tươi hoặc hoa sen đúc bằng đồng. Tuy nhiên cũng có thể sử dụng hai lọ lộc bình đối xứng hai bên để cắm cành lộc và cắm hoa. Đèn dầu hoặc chân nến. Mỗi khi thắp hương, cần thắp đèn dầu hoặc nến để mong gia tiên phù hộ và về sum họp với gia đình. Sau khi hương cháy hết, chúng ta có thể tắt đèn hoặc nến đi. Mâm bồng. Đây là một vật thờ không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên, dùng để đựng 5 loại hoa quả khác nhau với những ý nghĩa khác nhau. 5 loại quả này tùy thuộc vào đặc điểm của từng vùng miền và gia đình. Mâm bồng là một trong bộ 3 đồ thờ cúng không thể thiếu trên bàn thờ của người Việt, cùng với bát hương, đèn dầu. Bát hương là nơi ngụ của các vị thần linh, gia tiên, thì mâm bồng là đồ thờ cúng, nơi dâng các lễ vật lên đấng thần linh, hương linh gia tiên. Ngày nay, mâm bồng có thể được chế tác bằng nhiều nguyên liệu khác nhau, như mâm bồng bằng nhựa, bằng đồng, bằng gốm sứ. Nhưng đúng với tâm linh văn hóa Việt, thì mâm bồng bằng gốm sứ là truyền thống với giá trị vẫn đang được lưu truyền. Chóe bầy. Với ý nghĩa về phong thủy, chóe tượng trưng cho hũ gạo, hũ vàng, hũ bạc của các gia đình giàu có thời xa xưa. Chóe bầy trong mỗi gia đình không những tạo nên vẻ đẹp cao sang mà còn mang ý nghĩa mong muốn cuộc sống giàu sang, phú quý. Ngai chén thờ. Để tưởng nhớ những người đã khuất, trước bát hương luôn có kỳ ngai chén đựng nước sạch và đựng rượu. Với họa tiết hoa văn cuốn thư thể hiện cho sự tri thức, sự cao sang phú quý và vĩnh cửu. Kỳ ngai với hoa văn mặt nguyệt mang lại điềm lành, hạnh phúc và chứa đựng nguồn sống bất tử. Thông thường cách bày bàn thờ gia tiên ngai chén thờ với số chén là lẻ chứ không dùng chẵn. Ngai chén thờ dùng để đựng chén nước và rượu hoặc một trong hai thứ đó. Khi thờ cúng, cần quay mặt nguyệt trên chén thờ ra phía ngoài. Ngoài ra, trên bàn thờ có thể bày thêm hũ nước, nậm rượu, bộ bát cơm thờ với ý nghĩa mong muốn gia chủ có của ăn của để, tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc, ấm no và viên mãn. Tùy từng mỗi vùng, mỗi gia đình cũng như kinh tế mỗi gia chủ khác nhau, thì việc lựa chọn vật thờ có thể bằng những chất liệu hoặc giá cả khác nhau. Trước đây, gia đình Việt thường đặt cố định bàn thờ tại trung cung, tức là vị trí trung tâm của ngôi nhà. Thông thường khi khách đặt chân vào từ cửa chính là có thể thấy ngay bàn thờ gia tiên tại phòng khách. Đây là cách bày bàn thờ gia tiên quen thuộc, phù hợp kiểu không gian kiến trúc xa xưa. Hiện nay, với những gia đình có không gian thờ cúng rộng rãi, bàn thờ gia tiên có thể đặt tại một phòng thờ riêng. Tuy nhiên, với những gia đình có diện tích nhỏ hẹp, bàn thờ sẽ được đặt ở phòng khách vì đây là nơi trang nghiêm, thoáng đãng nhất trong ngôi nhà. Phía sau bàn thờ phải là một bức tường vững chãi, không được dựa vào cửa sổ hoặc cửa kính. Để bày trí bàn thờ gia tiên đúng phong thủy, gia chủ cần lưu ý những điều sau. Không được đặt bàn thờ ngược hướng với hướng nhà, vì theo quan niệm phong thủy, điều này khiến cho gia đình thường xuyên bất hòa. Vì thế cần đặt lại vị trí bàn thờ để loại bỏ hung khí. Không đặt bàn thờ gần phòng vệ sinh và bếp. Đặt bàn thờ ở vị trí này sẽ phạm phải tội bất kính, không tôn trọng thần linh, tổ tiên. Điều này dễ khiến cho vận thế của gia đình không ổn định, thậm chí là giảm sút. Không được đặt bàn thờ dưới xà ngang. Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng, xà ngang là nơi sản sinh ra hung khí. Do đó, nếu đặt bàn thờ dưới xà ngang có thể khiến cho các thành viên trong gia đình bị đau đầu, suy nhược. Nặng hơn thì ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Không đặt bàn thờ ngay cửa ra vào. Đây là nơi gió thổi dễ làm động bát hương. Bên cạnh đó còn đón nhận nhiều sát khí từ ngoài vào. Bởi vì là lối đi lại nên dễ ồn ào, làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng linh thiêng. Không đặt bàn thờ trong phòng ngủ. Đây là việc làm hết sức cấm kỵ, làm mất đi sự trang nghiêm và tôn kính. Bên trái bàn thờ phải luôn sạch sẽ, không được đặt thùng rác hoặc các vật ô uế vì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự nghiệp của các thành viên trong gia đình. Theo các chuyên gia phong thủy, để xác định được hướng đặt bàn thờ gia tiên phù hợp, cần xác định mệnh của gia chủ, tức là người trụ cột trong gia đình. Gia chủ mệnh thủy, mộc, hỏa nên đặt bàn thờ gia tiên theo các hướng đông, đông nam, nam, bắc. Gia chủ mệnh kim và thổ nên đặt bàn thờ theo các hướng như đông, đông nam, nam, bắc.
Ngoài ra, hai hướng đặt bàn thờ gia tiên đẹp nhất là Thiên Lộc và Quý Nhân. Cấm kỵ đặt bàn thờ nhìn ra hướng Đông Bắc và Tây Nam vì đây là hướng ngũ quỷ. Không đặt bàn thờ ở hướng Đông Bắc nhìn ra hướng Tây Nam. Truyền thống thờ cúng của người xưa cho rằng, trong việc thờ cúng cũng như bài trí bàn thờ gia tiên có thể chia làm 3 cấp bậc. Quan trọng nhất là thờ Phật để cầu mong sự bình an, thanh thản đến với gia chủ, giải thoát tai ương hướng về cõi Niết Bàn. Tiếp đó là thờ thần, gồm nhiều vị như thờ Thổ Công, Long Mạnh, Thần Tài, Thần Lộc, tiền chủ, hậu chủ, cầu giúp gia đình được yên ổn. Sau cùng là thờ gia tiên tiền tổ, chính là những người đã khuất trong dòng họ nhà mình, mong được tiền nhân phù hộ, độ trì trên mọi bước đường của cuộc sống. Vì vậy, để việc thờ cúng được trọn vẹn, mỗi gia đình nên có ít nhất 2 bàn thờ. Bàn thờ Phật gồm 1 bát hương. Bàn thờ còn lại có thể thờ trung thần với gia tiên, nhưng lại phải có 3 bát hương. Ngoài bát hương thần linh và gia tiên, bạn cần có thêm bát hương riêng cho bà cô tổ. Đây chính là người đại diện giữa thần linh và gia tiên của mỗi gia đình. Ngoài ra, một điều bạn cần biết đó là người xưa cho rằng những vị thần Phật cõi tâm linh đều là những bậc sáng suốt công bằng vô tư, nên sẽ không bao giờ ăn hối lộ vật chất nơi trần thế khi dâng cúng. Điều này cũng giống như quan niệm của đạo Phật với luật nhân quả. Sự giàu có thăng tiến không phải là do van xin, mà là do phúc đức từ kiếp trước, do tu dưỡng hiện thân. Việc thờ cúng cầu khấn chỉ có tác dụng phù trợ, thúc đẩy thêm, cốt nhất vẫn là ở tâm thành. Còn nếu kiếp trước gây nhiều việc ác, kiếp này làm nhiều việc xấu, tâm địa ác độc, thì dù có lại cầu siêng năng đến đâu cũng đừng mong cõi tâm linh độ chứng. Đã bao thế kỷ trôi qua, cùng cách và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam vẫn được giữ gìn và nối truyền từ đời này qua đời khác. Người Việt Nam coi việc thờ phụng tổ tiên là một trong những nguyên tắc đạo đức làm người. Đó là hình thức thể hiện sự hiếu thuận và lòng biết ơn của con cháu đối với các bậc sinh thành. Với những chia sẻ của chúng tôi, hy vọng các bạn sẽ rút ra kinh nghiệm cho bản thân để việc cùng lễ thần linh và gia tiên vừa đúng phong tục lại hợp lẽ và cũng thể hiện được sự thành tâm đối với tổ tiên của mình.